Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Radio ha. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người, cũng không hẳn là review bởi vì thật ra cái dòng này bên Huy đã có review và đánh giá chi tiết rồi. Mình sẽ đợt này mình sẽ quy hợp lại và mình sẽ có một cái đánh giá tổng quan hơn theo góc độ của mình, theo góc độ của một người bán hàng về một cái sản phẩm vang số đến từ thương hiệu Paramax, đến từ thương hiệu Việt Nam. Thì với một dòng sản phẩm Made in Việt Nam thì nó sẽ có những cái gì chưa tốt và những cái gì đã hoàn thiện cũng tương đối. Thì mình sẽ review đánh giá một cách gọi là công bằng cho mọi người. Ok, không để mọi người chờ đâu nữa. Thì cái sản phẩm bên mình review hôm nay sẽ là dòng vang số Paramax D30. Một dòng sản phẩm đến từ Việt Nam ha. Bắt đầu thôi. Nhắc đến vang số thì mọi người có thể nghĩ ngay đến một cái sản phẩm gọi là hơi chuyên nghiệp một xíu, nó dùng cho những cái hệ thống dàn karaoke chuyên nghiệp, hướng đến những cái gọi là quán karaoke hay là những người có chỉnh chu, những cái độ chỉnh chu, những cái độ hoàn hảo cho cái bộ dàn karaoke của mình. Tuy nhiên thì Paramax lại không nghĩ thế. Paramax họ lại đưa những cái chất gia đình của họ, đưa những cái gu thẩm mỹ kiểu dạng gia đình vô những sản phẩm của họ, nên là họ đã sinh ra những cái sản phẩm như thế này. Tại sao mình lại nói cái vang số này nó có hơi có cái kiểu hơi gia đình một tí? Thì thứ nhất nhé, chỉ có kiểu gia đình mọi người mới làm một cái mặt bóng như này thôi. Vì mình nói cho mọi người nghe, cái mặt bóng này á nhìn thì rất là đẹp, ok, ngon lành, nhưng mà sức dâm rất là khủng khiếp. Nếu mà xíu để bạn video bạn quay sẽ quay sát cho mọi người nghe, coi mọi người thấy ha, đó mọi người thấy không? Nó sức dâm kinh hoàng luôn á, mà thật ra mình để showroom mình không làm như trên, kéo qua kéo lại thôi là đã sức dâm hết. Bởi vì những cái mặt bóng kiểu piano, dạng piano như thế này á, là bên Paramax đã áp dụng lên hết tất cả các sản phẩm của họ rồi. Từ âm ly này, đến vang cơ, vang số này kia. Đẹp thì đẹp, ok, mình công nhận nó không rất là đẹp. Nó rất là gia đình, nó để trưng bày rất là tốt, nhưng mà nó sức ghê lắm, nó sức kinh hoàng lắm. Rồi cái thứ hai mình nói tại sao sản phẩm này nó lại mang một cái sản phẩm chuyên nghiệp nhưng mà mang hơi hướng gia đình là sao, mọi người thấy không? Mọi người thấy cái vang này nó kỳ không? Thứ nhất nó không có cái hai cái tai, nó tiêu hai cái tai rồi. Thì với cái việc mà không có hai cái tai này mà thậm chí còn không gắn được, không có chỗ để gắn thêm tai, bởi vì sao nè, mọi người thấy nè, mọi người thấy không? Cái tem Paramax bảo hành đó, nó dán luôn như con ốc gắn tai à. Giờ mình cũng không biết giờ gắn cái tai kiểu gì nữa. Giờ mà gỡ con ốc này ra để gắn tai là coi như mất bảo hành. Thấy chơi nhau không? Đó. Cái này mình cũng góp ý thêm với bên Paramax rồi, chơi dán tem kiểu này là chết, thua. Nên là đó, chắc là mình nghĩ là họ cũng không có nghĩ được cái việc là con vang số này chỉ gắn vô cái tủ máy đâu. Vì mọi người nhớ mình có bán những cái tủ máy mà dành cho thì nó cũng hai u á, dành cho anh em mà khách hàng nào mà muốn đi chơi nè, đi du lịch nào mà xách cái tủ máy đi á, thì gắn như con vang số này cộng với micro 599 vô nữa là thành một combo rất là tốt. Tuy nhiên con vang số này hay thì có hay, nhưng mà không gắn được như này nó rất là dở. Đó nên mới nói là hình như là Paramax sinh ra con này chỉ để ở nhà thôi chứ không cho mang đi chơi. Nên không có tai, không gắn tai được ha. Rồi đó. Đó. Ok, còn để xem đợt trước mình còn chê cái điểm gì nữa ta. Thì vậy thì cái vang số này nó sẽ có ưu điểm gì đối với một cái sản phẩm chuyên nghiệp? Thì thứ nhất nha, mình nói nha, chỉ duy nhất mình đó là chỉ duy nhất có một cái dòng vang số trên thị trường mà dám bảo hành 3 năm. Đó là vang của Paramax. Trước đây là mình nhớ là đã bảo hành 2 năm là đã khủng khiếp rồi. Bảo hành 3 năm là đó, giờ mình chỉ thấy có Paramax dám bảo hành 3 năm thôi. Thì vang số Paramax là một dòng sản phẩm mua để mọi người xài mà kiểu bền á. Rồi người ta tự tin và người ta bảo hành cho mình 3 năm, tức là sản phẩm phải rất bền mới dám bảo hành 3 năm. Chứ còn những sản phẩm nhập khẩu bây giờ hầu hết bên mình bán, chẳng hạn như JBL rồi tất cả các sản phẩm khác đều bảo hành 1 năm hết. Không có hãng nào dám bảo hành 3 năm cả. Lý do thì mọi người biết rồi, Paramax là một hãng sản xuất tại Việt Nam, các sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam nên là họ bảo hành 3 thoải mái, thậm chí loa họ bảo hành 5 năm cho mình, mà mắc gì mấy cái này không bảo hành 3 năm được. Ok, có thể là sản phẩm điện tử nó hơi rắc rối hơn một tí. Rồi cái thứ hai nữa là cái effect của nó. Cái effect con này chắc là Huy đã có review rồi, thì cái effect con này khá tốt. Cái tiếng chất âm của nó ra khá dày. Nó có thể là tiếp cận với được với con như con Paramax MX320 ngày trước bên mình có bán. Tuy nhiên nó mới chỉ tiệm cận thôi, nó chưa bằng được cái con MX320. Tuy nhiên ở mức độ như này là mình với cái giá này là mình nghĩ cũng là rất là tốt rồi. Ok, thì video này thì mình sẽ chi tiết hơn một xíu cho mọi người và mình sẽ khui ruột luôn cho mọi người xem trong nó có gì.
Mình nãy mình nhấc lên mình thấy là nó có cái cụm nguồn đây rồi đó, để mình tháo ra cho mọi người coi ha. Rồi. Lên ơi. Chắc là nhờ Huy tháo đi ha. Thôi Huy tháo đi. Xỉa luôn đi, xỉa cái này luôn đi chứ bây giờ để chắc không được đâu. Máy đi, cái máy này có mở được không? Này để đây đi. Rồi xong, mất tem luôn rồi. Rút nè. Đó. Xong. Ok, sau khi mở xong thì đây là cái rột của con vang số D30. À, Paramax D30 ha. Thì mọi người có thể nhìn rõ giống như bao con vang số khác thôi, thì nó sẽ có một cái tụ nguồn ở đây nè. Đó, mọi người thấy không? Rồi các linh kiện này. Cái phần này là cái phần lá nhôm tản nhiệt này. Đó. Rồi đến cái trái tim của nó thì đây là một cái chip analog device. Cái dòng analog device này là cái dòng thương hiệu mà chắc tương tự với con JBL K80A. Nhưng còn mã của nó mà con nào chất lượng con nào thì mình không có rõ nha, cái này mình không dám nói nha. Tại vì thật ra những cái loại chip này nó nhiều series lắm, thật ra là khó mà nói được là con nào chất lượng con nào. Cái này mình không có dám chia sẻ với cái vụ này, nhưng mà nói chung là về phần chip thì nói chung là sử dụng một thương hiệu cùng với JBL. Đó. Nói chung là cùng trái tim á, cùng trái tim với con JBL. Ok. Mặt thì nói chung là không có gì màu sắc, tại vì mình cũng không rành về điện tử lắm, nhưng mà mình chỉ nắm sơ sơ về những cái dòng sản phẩm này, cái mình chỉ nắm sơ sơ về các cái linh kiện điện tử tương đối thôi. À, dĩ nhiên là những dòng vang số này bảo là Made in Việt Nam thì nó cũng hơi khó, thì vì thật ra những cái linh kiện này cũng chủ yếu là những linh kiện nhập khẩu, những linh kiện nước ngoài là chính, chứ còn bây giờ bảo Việt Nam sản xuất được 100% một cái sản phẩm mà thiết bị điện tử thì hơi khó, đặc biệt là những cái chip dán, những cái công nghệ cao như thế này thì rất là khó. Ok, nói chung là nhưng mà để Việt Nam làm được một cái sản phẩm mà nó chỉnh chu như thế này mình thấy cũng rất là tốt rồi, chứ không phải gì. Đó, để bạn quay phim, bạn quay chi tiết cho mọi người xíu. Đây có một xíu nữa là mọi người có mà quay, mọi người quay kỹ đây. Paramax hình như các sản phẩm về Paramax mình thích thêm cái này nữa này. Họ có thêm một cái bo mạch ở đây. Những cái bo này là những cái bo để mình điều khiển cái phía ngoài này, những cái núm phía ngoài này. Mọi người không biết mọi người có nghe rõ được cái tiếng tạch khi mà mình xoay cái này không, thì chắc nhờ bạn quay phim mình hỗ trợ mình cái này. Đó, cái tiếng này tức là khi mà mọi người có một cái sản phẩm nó cái phần biến trở đây này, nó phải sử dụng cái con biến trở, những con quay nó chất lượng nó tương đối tốt thì nó mới ra một tiếng này. Quay nó đầm tay đó mọi người, quay nó nói chung là thích tay á, đồng từ nó êm tay á, mà hầu hết các sản phẩm Paramax đều nó có cái tiếng này. À, mình khá là thích. Trước đây thì chưa có đâu, trước đây các sản phẩm trước thì nó chưa có đâu, nhưng mà sản phẩm sau này nữa, cái tiếng này nó khá là ổn đó. Đó. Ok, các sản phẩm này thì cũng không tương đối không có gì. Rồi về phần chi tiết, về phần setup, hướng dẫn setup thì chắc là clip của Huy đã có làm rồi, thì mình sẽ không nói lại nữa. Clip này chủ yếu mình sẽ mổ đụng cho mọi người coi một cái sản phẩm Made in Việt Nam thì nó sẽ như thế nào. Nó sẽ được bo mạch, rồi nó có những bo mạch thiết kế lắp ráp họ của họ như thế nào. Đó, về cái sự chỉnh chu bên trong của họ sẽ như thế nào thì mình show ra luôn cho mọi người coi. À, sắp tới thì mình sẽ cho triển khai một số các dòng sản phẩm của Paramax. Chắc là mình sẽ làm một tuần lễ hàng Việt tại Thiên Vũ luôn. Nó sẽ bao gồm rất là nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu Việt Nam. Trong đó có thể có những dòng loa di động nè, có những cái vang cơ nè, có những bộ micro nè, thậm chí có những bộ loa hoặc là âm ly 3 trong 1.
thì rất mong là mọi người đón xem các clip tiếp theo sắp tới của mình á, thì mình sẽ chia sẻ dần dần cho mọi người các sản phẩm đó, và mình sẽ review thì cách mình review thì mọi người biết đó, mình sẽ review một cách công tâm nhất có thể. Cái gì chê mình sẽ chê, và mình cái gì mình người ta đã làm tốt rồi thì mình sẽ phải ghi nhận chuyện đó. Còn một điều nữa là dòng sản phẩm này đang có mức giá ưu đãi cực kỳ tốt để mọi người có thể mua về, mọi người trải nghiệm một cái sản phẩm, dòng sản phẩm Made in Việt Nam xem nó như thế nào, thì mọi người có thể liên hệ đến hotline Thiên Vũ để mọi người nhận cái báo giá tốt nhất có thể nhá. Ok, clip này đến đây cũng hết rồi. Nếu mọi người thích clip này thì mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để mình làm những clip một bụng như thế này. Bởi vì thật ra là một bụng như thế này là coi như là mọi người thấy rồi đó, coi như là mình mất bỏ hành con này rồi đó. Nói chung là thôi, tại tiếp tục nhiều khi để 1-2 tháng nữa mình lại có một clip thanh lý những cái sản phẩm như thế này, là những sản phẩm hết bảo hành, bởi vì là do những clip như thế này đó. Thì mình là Khánh, hẹn lại mọi người theo clip tiếp theo. Bye bye.